Cùng với đẩy mạnh liên kết sản xuất, nhiều hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đây được coi là động lực để các hợp tác xã nông nghiệp phát triển. Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP vào năm 2023, Hợp tác xã Nông sản Phú Lương đã có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Kể từ khi sản phẩm được công nhận đạt OCOP, lượng hàng hóa hợp tác xã bán ra tăng cao hơn trước, tiếp thêm động lực cho các chủ thể. Quá trình thực hiện để đạt cái tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao thì nó phải chuẩn hóa từ cái vùng nguyên liệu, nó phải đạt tiêu chuẩn tất cả chăm bón nó đúng tiêu chuẩn, và từ khâu quá trình về phân bón hữu cơ, từ quá trình về thuốc sinh học và quả quá trình hái và sau sấy để tạo ra cái sản phẩm chất lượng và giá trị. Chúng tôi rất phấn khởi nâng lên cái sản phẩm và thương hiệu của chúng tôi, sau này nó càng phát triển càng tiến lên. Trà đen, một sản phẩm mới của Hợp tác xã Trẻ An Toàn Thịnh An, cũng được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao trong năm 2023, qua đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế, hướng tới xuất khẩu cho sản phẩm khá độc đáo này. Vùng chè vùng nguyên liệu đạt đã là 50 hectare chè an toàn và Việt Gáp. Thế thì chúng tôi cũng đã duy trì khi có chương trình về sản phẩm OCOP của mỗi xã phường một sản phẩm. Hợp tác xã cũng thử sức mình qua các chương trình thi và các lựa chọn theo tiêu chí của sản phẩm OCOP, thì cũng rất vinh dự là hợp tác xã đã đạt được 5 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP. Đó là cái bước tiền đề để chúng tôi xuất khẩu sang bên thị trường nước ngoài. Năm 2023, toàn tỉnh có thêm 58 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 9 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Đến thời điểm này, tỉnh đã có 240 sản phẩm OCOP, trong đó có 149 sản phẩm 3 sao, 89 sản phẩm 4 sao, 2 sản phẩm 5 sao. Theo đánh giá của ngành chức năng, giá trị kinh tế của các sản phẩm sau khi được đánh giá xếp hạng OCOP tăng từ 20% trở lên, doanh số bán hàng của các đơn vị có sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao, 5 sao, OCOP đều tăng 20-50%. Giá trị của sản phẩm của người dân đem thu lại cao hơn. Người dân đã liên kết với các doanh nghiệp, các hợp tác xã để tạo thành một chuỗi liên kết và sản xuất an toàn, sản xuất bền vững. Mong rằng với những kết quả đã đạt được, cùng với những giải pháp cụ thể được đưa ra trong thời gian tới, chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung trên địa bàn.